Thưa quý vị, theo dự kiến, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 này, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Ngoài nhiệm vụ xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, dự thảo văn kiện của Đảng ủy Công an Trung ương trình đại hội lần này cũng đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới. Trong đó tập trung đột phá vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xung quanh công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng, Công tác Chính trị Công an Nhân dân. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa đồng chí, xin đồng chí đánh giá sơ bộ về kết quả đại hội Đảng bộ Công an các cấp trong lực lượng Công an Nhân dân. Về đánh giá thì chúng tôi thấy rằng nhìn chung các đại hội đều diễn ra một cách dân chủ, chất lượng và đúng quy trình quy định của Đảng. Các cái văn kiện được chuẩn bị tại đại hội có hết sức công phu và chú đáo và có chất lượng, bởi vì đã được duyệt rất chặt chẽ. Thứ hai là công tác nhân sự tại đại hội được bầu bởi theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, và nhân sự được bầu đều đúng theo cơ cấu được duyệt của cấp ủy trên. Cái điểm quan trọng là hầu hết các đồng chí lãnh đạo, tôi nói là hầu hết các đồng chí lãnh đạo đều tham gia cấp ủy, đều trúng cử. Vâng, qua kết quả đại hội Đảng bộ Công an các cấp thì chúng ta đã rút ra được những kinh nghiệm gì cho cái đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 này? Thì chúng tôi thống nhất đánh giá rút ra ba cái kinh nghiệm chính. Cái thứ nhất là phải có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy cấp trên. Tôi lấy ví dụ như là Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phải trực tiếp duyệt chỉ đạo đại hội của các đơn vị trực thuộc. Duyệt về văn kiện, duyệt về nhân sự, duyệt về chương trình, duyệt về công tác tổ chức đại hội và các cái vấn đề khác chuẩn bị đại hội hết sức chặt chẽ. Cái điểm thứ hai là chúng tôi cho rằng là chúng ta cái quan trọng nhất trong đại hội đó là chúng ta rút ra được, đánh giá đúng được cái nghị quyết nhiệm kỳ và đề ra một cái phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới nó thực sự là khả thi, nó sát thực tế. Nên cái kinh nghiệm là thứ hai chúng tôi rút ra đó là phải tập trung trí tuệ để xây dựng cái văn kiện đại hội, trình đại hội một cách rất là chất lượng, một chuẩn chỉnh. Cái kinh nghiệm thứ ba rút ra là phải tập trung chỉ đạo thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Vâng, tại kỳ đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 này thì có những cái điểm gì đột phá so với các kỳ đại hội trước ạ? Chủ đề đại hội năm nay của đại hội Đảng bộ Công an Trung ương là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Còn cái đại hội được tiến hành với phương châm là như vậy. Còn với chủ đề là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh tiêu biểu và phấn đấu đến năm 2030 là xây dựng chính quy tinh nhuệ. Và trong những điểm mới này, ngoài những cái nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thì trong văn kiện, dự thảo văn kiện của Đảng ủy Công an Trung ương trình đại hội cũng đề ra ba cái nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong nhiệm kỳ tới. Thì cái đó có thể khái quát ở trên các lĩnh vực, ví dụ như là trọng tâm đột phá về hoàn thiện xây dựng hệ thống về pháp luật, thể chế pháp luật về bảo vệ trật tự và xây dựng công an nhân dân, làm sao cho đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thứ hai là chúng tôi cũng tham mưu làm sao để tiếp tục được xây dựng cái đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức họp báo giới thiệu, cung cấp thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, thì công tác chuẩn bị đại hội được thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Các tiểu ban đại hội đã triển khai các bước đảm bảo đúng quy trình, quy định và thời gian. Dự thảo các văn kiện đại hội được nghiên cứu xây dựng khoa học, chất lượng. Trước đó, ngày 21 tháng 9 năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị đại hội. Bộ Chính trị đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát chỉ thị 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, đủ điều kiện tổ chức đại hội. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ Công an cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó chặt chẽ mật thiết với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Xây dựng lực lượng theo tính bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở.